Và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng 1 của chương trình Chọn Ai Đây. Câu hỏi của Lê Dương Bảo Lâm. Câu hỏi như sau: để thực hiện ước mơ hóa thân thành động vật, một kỹ sư người Nhật tên là Turo Yuda, 32 tuổi, đã chi 23.000 đô la là hơn 539 triệu đồng để mua một bộ đồ cosplay con vật gì? Nếu trên cộng đồng mạng có một cái bài hát là mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng em mèo 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 mèo, thì loài người đang có dấu hiệu là bắt chước loài mèo. Nhưng mà dạo gần đây thì trên mạng có một cái loại động vật là báo. Báo, đúng rồi. Nói là báo thủ. Em thấy báo là loài động vật rất là thông minh, nhanh nhẹn, hung dữ, gọi là uy lực. Đúng rồi. Đáp án cuối cùng của tôi là con báo. Và hãy tin tôi, hôm nay khai trương tôi không có nói xạo đâu. Em có tin hay là không tin à? Dạ em chọn không tin à, không tin à. Trời ơi, em chọn không tin con báo Đồng Nai này hả? Em nghĩ là chắc là con mèo hoặc là con Shiba. Con báo là không phải. Dạ báo chắc Việt Nam nó nổi hơn. Không tin. Đó là lựa chọn. Mà hãy tin tôi, hôm nay khai trương tôi không có nói xạo đâu. Chính xác à, chính xác à. Wow. Vậy mà anh nói anh không lừa em. Em đâu nghĩ anh làm anh báo dữ vậy. Có biết đâu thì đó nói đại. Nói như thật. Con vật đó là con sói. Anh ta cho biết là khi tôi mặc trang phục của mình, tôi cảm thấy mình không còn là con người nữa. Tôi thoát khỏi các mối quan hệ của con người, tất cả các loại rắc rối liên quan đến công việc và những thứ khác, tôi có thể quên chúng đi. Và lựa chọn của Phương Trang đã chính xác, anh em về một dấu ít cho mình. Sao nào? Dạ em đây. Em lựa chọn ai? Tiếp theo em sẽ chọn chị Puka. Tuyệt vời. Yeah. Câu hỏi của Puka: nam tiếp viên hàng không của hãng Edovo Air Mỹ đã làm gì để giúp một nữ hành khách sợ độ cao? Cái này là chuyên môn của chị. Tại vì chị đã từng có ước mơ làm tiếp viên hàng không, nhưng mà xui cho em là chị thi rớt. Nên bây giờ thì chị sẽ lấy cái kinh nghiệm sống của chị ra để mà trả lời câu hỏi này. Anh là nữ hành khách bị yếu đuối sợ độ cao nha. Em sẽ làm tiếp viên. I help you. Help me. Bị cái gì? Bị cái bình. Pep. Có biết nói không? Không biết tiếng Anh, tôi là người Việt. Ủa, tôi đang hỏi tiếng Việt thì nói tiếng Việt đi. Tôi đang bị sợ độ cao. Sợ độ cao hả? Rồi, chị cứ yên tâm, chị cứ ngồi đây đi. Tôi sẽ nói với phi công, hạ cánh xuống liền, rồi cho chị đi xe đò. Trời ơi, là không cho chị bay, cấm bay chị luôn. Tại vì thật ra là anh Lâm em mới làm vậy thôi. Chứ thật ra nếu mà một người nữ hành khách xinh đẹp đúng không, em sẽ đối xử khác. Đó, đúng rồi. Em là anh tiếp viên thanh lịch. Em sẽ lại trấn an cô ấy, bằng cách là nắm đôi tay cô ấy, nhìn vào đôi mắt cô ấy bằng một cách chiều mến. Vậy là hết chưa chị? Đừng lo sợ nữa. Không sao đâu. Wow. Bu ơi, hồi xưa mình cũng xử lý vậy mà rớt tiếp viên đó Bu ơi. Thôi, sợ hơn. Đừng có xử lý nữa, bớt lại đi Bu ơi. Không, là đáp án của em là lại nhìn cô ấy một cách rất là chiều mến và trấn an cô ấy. Xong cô ấy hết sợ, anh ấy được mọi người vỗ tay khen thưởng trên máy bay. Sao, Đạt Long Vinh? Em nghĩ là đáp án nó sẽ không đơn thuần như vậy. Thì em không tin chị Buga. Không tin chị Buga. Đúng rồi. Em không tin chị. Em không tin chị Buga. Và lựa chọn của Đạt Long Vinh Không chính xác à. Chị đã kêu là tin chị. Trên đời này có những điều rất là đơn giản luôn. Đáp án là nắm tay, nhìn âu yếm và động viên. Cô gái hành khách mắc chứng sợ độ cao và không thể giữ bình tĩnh từ khi máy bay bắt đầu cất cánh. Mỗi khi có âm thanh lạ hay sự rung lắc trên cao, nam tiếp viên hàng không lại nắm chặt tay, nhìn âu yếm và bình tĩnh giải thích, trấn an hành khách của mình. Đó là câu chuyện đã có trên báo chí rồi. Dạ, ok. Không, nhưng mà năng lượng vũ trụ của em đã đem về một dấu ít cho fan. Không sao, từ từ, bình tĩnh. Fanny à,
Dạ, hồi nãy thì trước khi lên thì chị nói em là: em ơi, chút nữa nhớ chọn chị nha, cho chị được lên hình. Mạng giờ thế này nó khó quá, cho nên thôi em chọn chị Khánh Vân. Tôi có móc nối một chút, nhưng mà thôi, Khánh Vân giúp giùm đi. Bắt đầu. Câu hỏi của Khánh Vân như dạ, sau. Cả nhà hãy giúp em. Cô Natalia Ferrari. Ferrari. Cái đó là xe rồi anh ơi, em sẽ vô lộn không chị? Người Tây Ban Nha đã tìm thấy viên ngọc tím quý trị giá là 4.300 đô la. Khi đang làm gì? Em nghĩ là bình thường á anh, có nghĩa là mình hay ăn uống á, thì trong cái ăn uống của mình thì mình giống như là mình ăn, bình thường mình ăn nghêu, ăn sò, ăn hải sản rồi đó. Thì hôm đó thì một ngày đẹp trời, tự nhiên đang ăn, đang nhai, xong cái đó, ấy dạ, dưới gì đó răng sứ rớt, là anh đó, là anh bị mấy lần giống vậy đó. Dạ không, không phải rớt răng sứ, mà là rớt ra một cái hộp. Trong cái hộp đó của trời đó thì nó chính là một cái viên ngọc. Ý em là cái hạt đó nó được con sò ngậm vô trong người đúng không? Dạ đúng vậy. Mà sò lông mỡ hành nữa. Và cô đi kiểm định. Kiểm định Và đây là viên đá thiệt. Nghe nó hơi phi lý đó. Nhưng mà hãy tin chị. Không, em nghĩ em tin chị Vân đấy. Tin. Tại vì trong đồ ăn hồi nãy em cũng, nếu mà lúc mà anh Đạt vừa đọc câu hỏi lên, em cũng nghĩ nó sẽ trong một cái con gì đó. Chọn tin đi ạ. Sai thôi, vui vẻ vui vẻ. Đang ăn một con sò gì đó cắn vô, úi da, không có rớt cái răng nhưng mà rớt viên ngọc ra. Dạ, chốt đi ạ. Và lựa chọn của Fanny đó là lựa chọn chính xác. À, chính xác. À.